ơi, ba có làm sao không hả ba? Con xin lỗi ba, mấy em chút nữa là con đã tới trễ, làm cho ba phải kinh sợ rồi. Ba không sao đâu con. Trong thâm tâm của ba, ba còn mong là con đừng có đến. Ba không muốn con dướng bận chuyện của ba đâu. Ba nói vậy mà được hả? Ba, ba không coi con là con gái của ba sao? Giờ ba nghĩ lại, ba nghĩ có lẽ mình đã sai khi đã cố ngăn cản con với thằng Tuấn. Chuyện quá khứ ngày xưa đúng ra là ba phải quên đi, vì chính ba là người đã gây ra tội lỗi. Ba hối hận quá Nhi Hà ơi. Diệp Lan, ông là một gã tội. Ba của Nhi Hà không có giết người, chính ông mới là người vu oan giá họa cho ấy. Đúng rồi, con có nghe câu nói của thằng Tuấn lúc ở ngoài rừng không con? Có ba, lúc đó con nghe rất rõ. Anh ấy nói là ông Diễm Lan đã lừa gạt chúng ta. Vậy là trong vụ giết người này chắc chắn là có quẩn khúc gì đó. Ba, lúc nãy con định kiếm anh Tuấn để hỏi cho rõ ràng, nhưng mà bây giờ người của ông Diễm Lan không có cho con đi ra ngoài nữa ba. Có lẽ cuộc đời của ba đã ức hiếp quá nhiều người, nên bây giờ ba phải nhận lấy nhân quả báo ứng mà. Ba không buồn cho thân của ba, mà ba chỉ thương cho thân con thôi. Nhi Hà, ba, con gái nhờ đức của cha, ngày trước ba làm quá nhiều điều ác, nên giờ con gái của ba phải chịu cảnh khổ. Ba đã có lỗi với con, do ba có hối hận thì cũng đã quá muộn. Ba xin lỗi con Nhi Hà ơi.